Xin chào tất cả mọi người. Chính chủ cần bán nhà 39m2, xây 3 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 3 phòng vệ sinh. Có vị trí nằm ở tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà có tổng diện tích là 39m2. Có mặt đường trước nhà là 2,5m và mặt và cách cái vị trí ngõ mà đậu ô tô là 50m. Đây là chúng ta đang ở phía trước của ngôi nhà, toàn bộ nó đều sử dụng bằng gạch đá granite cao cấp. Ốp vào đảm bảo cho ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ, đảm bảo tính thẩm mỹ. Cửa này được sử dụng bằng cửa thép sân tĩnh điện và cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp. Đây, sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng tầng để cho mọi người có thể tham khảo. Đây là chúng ta đang ở tầng 1. Tầng 1 được thiết kế là sẽ bao gồm một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Chúng ta đang đứng ở ngoài đây là phòng khách. Toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn LED. Tiếp theo mời mọi người tham quan phòng bếp. Phòng bếp là sử dụng bằng gỗ lim Nam Phi để làm tủ bếp. Mặt đá đen sang trọng. Thiết bị vòi và chậu rửa là sử dụng bằng sản phẩm nhập khẩu của Hàn Quốc. Đây là phòng vệ sinh phụ ở tầng 1, sẽ có bồn cầu liền khối và máy bơm. Đây chúng ta có thể thấy diện tích ngôi nhà là 39m nên chúng ta chia ra hai phòng, nó rất là đẹp. Đây là phía cầu thang để lên tầng 2, thì toàn bộ tay vịn cầu thang là cũng sử dụng bằng gỗ lim Nam Phi. Đá ốp lát cầu thang là sử dụng là đá granite cao cấp. Đối với tầng 2 thì chúng tôi thiết kế là sẽ bao gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ phía trong. Trần cũng là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn LED. Có cửa sổ mở ra sau để lấy ánh sáng và lấy không khí. Đây là phòng ngủ phía ngoài. Phòng ngủ phía ngoài rất là đẹp. Đây chúng ta có cửa sổ mở quay ra ngoài. Đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh rất là rộng rãi. Toàn bộ thiết bị là đã lắp đặt hoàn chỉnh. Chúng ta có thể chuyển nhà về, chuyển đồ về ở bất cứ lúc nào. Đây là phía trên tầng 3. Tầng 3 là sẽ thiết kế là bao gồm một sân phơi, một phòng thờ và một phòng ngủ. Đây là sân phơi của ngôi nhà. Đấy, sân phơi rất là thoáng. Đây là phòng thờ. Và đây là phòng ngủ. Phòng ngủ thiết kế giống như ở dưới tầng 2, rất là thoáng. Đây là phòng vệ sinh tầng 3. Tôi đã giới thiệu qua tổng thể 3 tầng của căn nhà cho mọi người. Thì tôi giới thiệu lại một chút là căn nhà là có hướng là hướng Tây Bắc. Tổng diện tích là 39m2 ở trên sổ đỏ. Chúng tôi đang chào bán với giá là 1.220.000.000. Hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa 80% giá trị ngôi nhà. Và giá trên là giá có thể thương lượng. Anh chị em có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người hãy ấn like video và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video khác giới thiệu nhà. Xin cảm ơn tất cả mọi người.